Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là cuối tuần, nhà mình có hẹn nhau đi qua cùng án chơi các bạn, cho nên là bây giờ mình đang sửa soạn nè. Thì cùng án là nó nằm ở bên chợ mới các bạn. Lúc này thì cả nhà mình đang đi ăn sáng đây, ăn xong thì sẽ đi luôn. Sau khi ăn xong thì cả nhà mình sẽ bắt đầu đi chơi nha. Cái này là ba mình gửi các bạn, sáng sớm ba kêu mấy mẹ con thức dậy rồi sửa soạn sau đó đi nè. Sắp tới rồi nè các bạn ơi, lúc này là đang đưa tiền để qua cầu nè. Đây qua phà một cái là tới rồi nè các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên mà mình đi cùng Mén luôn á. Nhìn cảnh thì cũng khá là đẹp với các bạn. Ở trong đây thì mình thấy là có đi theo đoàn chơi nè, còn không mà đi gia đình giống như gia đình mình vậy nè các bạn. Ở trong đây thì rất là nhiều view để chụp hình luôn á. Thank you.
ngoài kia thì nó sẽ mát hơn. Lúc này là ba chị em mình đang đi xuống đây dọc nước rồi các bạn ơi. Hồi nãy thấy người ta đi xuống nhìn vui quá, mình cũng đi xuống theo luôn. Ở đây thì cát nó rất là mềm nha các bạn. Nhúng nó một xíu rồi thì bây giờ mấy chị mình sẽ đi lên nha, mát lắm luôn á. Lúc này là ba cha con mình đang đi lên trên con thuyền này để quay xuống nè các bạn ơi. Toàn cảnh ở Cồn Mén này rất là đẹp luôn.
Ok, sau khi mà đi xem xong hết rồi thì bây giờ nhà mình sẽ bắt đầu đi ăn nha. Lúc này là đang chọn món. Thì mình thấy ăn ở đây cũng ổn mấy các bạn. Nhà mình thì ai ăn cũng cảm thấy ok hết, không có quá ngon thì quá dở nha. Lúc này đang buồn ngủ quá, nó nói là nó sẽ dẫn mẹ mình lên đây để mẹ mình ngủ mà các bạn nghe nè. Nói là cho mẹ mình lại đây để ngủ mà cứ còn cái người ngủ là mình đi các bạn. Tuy là nhạc sờ mà mình vẫn chìm vô giấc được luôn, hay thấy ghê luôn á chị. Khi mình ngủ xong nè chị ơi, tuy là nó nực nhưng không hiểu sao mình ngủ ngon lắm luôn các bạn, mình còn nằm mơ đó mà. Lúc hai mẹ con mình ngủ thì ba với mấy em mình đang hái lá dừa làm đồ thủ công nè các bạn, nhìn dễ thương ghê luôn á. Sau khi ngủ một giấc thì bây giờ đã có tinh thần rồi nè, mình sẽ tiếp tục đi chụp hình tiếp nha, ở đây còn nhiều view lắm. Xem hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.